Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Vào lúc 4 giờ sáng ngày 21 tháng 12 giờ Mỹ, bà Đặng Tuyết Mai, thân mẫu của MC Nguyễn Cao Thủy Duyên đã đột ngột qua đời sau một thời gian bệnh nặng. Ngày 20 tháng 12, nữ MC nổi tiếng có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh để khai trương nhà hàng do cô và những người bạn thân thiết là ca sĩ Thanh Hà và cựu diễn viên điện ảnh Như Loan cùng chung vốn kinh doanh. Nhận tin dữ, nữ MC lập tức trở về Mỹ để gặp mẹ lần cuối vào chuyến bay lúc 4 giờ sáng ngày 21 tháng 12. Tuy nhiên, Nguyễn Cao Thủy Duyên đã không thể về kịp để gặp mẹ trong những giây phút cuối cùng của bà. Được biết, trong suốt những ngày qua, bà Tuyết Mai đã phải chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Nguyễn Cao Thủy Duyên thường ở bên mẹ để chăm sóc bà vì sức khỏe của bà Đặng Tuyết Mai ngày càng suy yếu. Nhưng cô luôn giấu kín bệnh tình của bà, chỉ chia sẻ với những người bạn thực sự thân thiết như ca sĩ Thanh Hà. Trước khi về Việt Nam, Thủy Duyên nhiều lần gọi điện cho Thanh Hà nói về bệnh tình của mẹ. Hai người bạn thân đã nhiều lần bật khóc vì bất lực, chỉ cố gắng chăm sóc bà Tuyết Mai thật tốt trong những ngày cuối cùng của cuộc đời. Tuy nhiên, MC Kỳ Duyên mới chỉ về Việt Nam hơn 2 ngày để khai trương nhà hàng của mình và ca sĩ Thanh Hà thì cô đã không kịp trở về bên mẹ trong những giây phút cuối cùng này. Ca sĩ Thanh Hà chia sẻ, lần cuối cùng nói chuyện với mẹ Duyên, bà muốn ăn món bánh khoai mì nướng mà Hà đang ở Việt Nam nên không mang đến cho mẹ được. Mẹ là người đã dạy Hà nấu phở, nấu bún riêu và lúc nào cũng dặn Hà phải chăm sóc sức khỏe và khi ra ngoài phải tươm tất, sang trọng. Mẹ thì Duyên là người phụ nữ đẹp và tinh tế. Tội nghiệp cho Duyên, vừa khai trương cười nói vui vẻ buổi sáng, buổi tối về đến nhà khóc suốt rồi lại phải mang vali ra sân bay lúc 4 giờ sáng để về bên mẹ, nhưng mẹ đã ra đi trước khi được gặp lại đứa con duy nhất. Vĩnh biệt mẹ ông Bùi Xuân Hiến, phu quân của bà Đặng Tuyết Mai, cha dượng của MC Nguyễn Cao Thủy Duyên cho biết trên một tờ báo của người Việt ở hải ngoại, đang ở nhà, tự nhiên bà ấy ngộp thở, thế là chúng. Tôi đưa bà vào bệnh viện Hoa ở Newport Beach qua một đêm, nhà tôi bị thiếu oxy, thế là ra đi. Vừa qua, MC Thủy Duyên đã đăng tải một clip dài, trong đó là cuộc trò chuyện của cô với khán giả, kể về những điều bí ẩn xảy ra sau khi mẹ cô là bà Đặng Tuyết Mai qua đời vào năm 2016 trước đây. Tôi có tin vào kiếp luân hồi, nhưng tôi chưa bao giờ tin có ma hay có một thứ gì đó tồn tại sau khi tôi qua đời. Nhưng từ hồi mẹ tôi mất vào năm 2016, có quá nhiều chuyện xảy ra khiến tôi càng tin rằng việc hồn mình còn tồn tại sau khi chết là có thật. Mỗi người có một đức tin khác nhau, nên tôi chỉ xin kể câu chuyện cá nhân của mình thôi chứ không bàn gì thêm. Cuối năm 2016, tôi đang ở Việt Nam thì nhận được tin là mẹ đang nguy kịch và đã vào bệnh viện. Tôi vội book ngay một vé để bay về Mỹ gấp. Tôi lên máy bay lúc 5 giờ sáng. Trước khi lên máy bay, tôi có nhờ một cô bạn thuê thầy Pháp, thầy chùa về cầu an cho mẹ để qua cơn nguy kịch. Lúc đó, mẹ tôi đã qua đời, nhưng tôi chưa biết. Vì chưa nhận được tin của gia đình, tôi vừa lên máy bay thì cô bạn đó đã nhắn tin nói rằng mẹ tôi đã qua đời và các thầy vừa đến để làm lễ cầu siêu cho mẹ. Tôi rất ngạc nhiên vì không hiểu sao các thầy lại biết mẹ tôi qua đời trong khi tôi không nói. Sau tang lễ, tôi có mời mọi người ăn một bữa mặn vì lúc còn sống, mẹ tôi thích ăn mặn chứ không ăn chay được. Nhưng trước khi bữa ăn diễn ra, một người con nuôi của mẹ tôi là anh Quyền tới nói với tôi rằng nằm mơ gặp mẹ, mẹ giận. Con nói với Duyên rằng, nếu được thì cúng chay cho mẹ, chứ đừng cúng mặn. Nghe xong, cả tôi và anh Quyền đều nổi da gà. Tôi lập tức gọi điện cho nhà hàng để đổi lại làm cơm chay. Lúc đó, các thầy ở chùa đưa cho tôi cuốn kinh và kêu về đọc trong 49 ngày. Gia đình tôi theo đạo Phật, nhưng tôi ít khi đọc kinh lắm, hầu như không đọc. Tôi cầm về đọc mới thấy trong đó dặn cúng người chết thì không cúng đổ mặn để người chết không bị nặng nghiệp. Lúc đó, tôi càng ngạc nhiên hơn. Có hai chuyện xảy ra mới gần đây thôi. Chuyện thứ nhất là đợt gần đây tôi định tải lên trang YouTube của mình những clip ghi lại các lần mẹ tôi cắt nghĩa cho tôi về ý nghĩa nhạc Trịnh Công Sơn. Tôi nghĩ đây là kiến thức hay nên muốn chia sẻ. Nhưng tôi mới định làm thì anh Quyền lại gọi điện nói mẹ hiện về dặn.
Con bảo Duyên đừng đưa hình ảnh của mẹ lên mạng. Mẹ không muốn người ta thấy mẹ lúc già và xấu. Tuần đó cũng là tuần mà tôi bay đi bay lại quá nhiều vì phải làm show. Làm việc cực kỳ nhiều nên mệt mỏi vô cùng. Ca sĩ Hương Thùy ở bên đó không hề biết lịch làm việc của tôi, nhưng vẫn gọi cho tôi và nói: mẹ hiện về nhắc em dặn chị đừng làm việc nhiều quá, phải giữ gìn sức khỏe. Câu chuyện thứ hai mới diễn ra xong. Tôi vốn có hai tài khoản Facebook là trang cá nhân mang tên tôi và trang fanpage của tôi. Không hiểu sao đợt gần đây, mỗi lần tôi comment trả lời mọi người lại hiện ra không phải hai tài khoản đó mà lại là một tài khoản kỳ lạ có tên In Loving Memory of Đặng Tuyết Mai. Sau đó, tôi mới biết lúc mẹ tôi qua đời, một người bạn tôi vì mến mộ đã lập ra trang Facebook đó. Nhưng từ lúc lập ra không ai biết và cũng không hoạt động. Không hiểu sao gần đây cứ hễ tôi comment là lại hiện ra trang đó chứ không phải tên tôi nữa. Sau một vài ngày, tình trạng đó biến mất. Tôi không biết vì sao nên mới hỏi bạn tôi là người lập ra trang Facebook đó thì còn được biết một chuyện kỳ lạ hơn. Đó là cô ấy cố gắng đổi avatar trang Facebook đó nhưng không đổi được. Đổi kiểu gì vẫn ra hình cũ. Đây là điều chưa từng có ở Facebook. Cô ấy còn kể một chuyện bí ẩn hơn. Tức là khi cô ấy dùng tài khoản Facebook cá nhân của cô ấy gửi tin nhắn cho trang fanpage kia là dạ, con chào mẹ thì hiện chữ đã đọc. Tức là có người đang dùng trang Facebook ấy và đọc tin nhắn ngay lúc đó. Tiếp đến là một chuyện kỳ lạ nữa. Lúc tôi làm xong MV của mình, chỉnh sửa tới lui, mãi mới xong để đi ngủ thì sáng dậy mờ, Facebook thấy hiện ngay lên trang fanpage đó, mà lại đúng cái ảnh mẹ giơ ngón tay cái về phía tôi, ý kiểu con làm tốt rồi, đừng chỉnh gì nữa. Hình đó hiện lên đúng 6 giờ 41 sáng, mà năm sinh của mẹ tôi là 1941, còn tháng sinh của tôi là tháng 6 từ đó. Tôi thấy rằng, tuy mẹ tôi đã qua đời, nhưng vẫn luôn dõi theo chăm nom cho tôi, rồi nhờ người nọ, người kia nhắc nhở tôi. Tôi muốn chia sẻ điều này cho mọi người để nhắc mọi người đừng quá buồn khi có người thân qua đời. Họ vẫn ở đó và lo cho mình. Nếu mình cứ khóc lóc đau đớn thì càng khiến họ lo lắng mà không siêu thoát được. Nên cứ vui vẻ sống tiếp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.